Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn và test sức mạnh của con xe A mới trong cái vòng quay mới Thưa Chồng Sao. Trong vòng quay này còn có một bộ nội bộ ma pháp, nhãn nghe tên và bét nữa nha. Rất là nhiều thứ luôn. Ta quay bằng cái cầu thủy tinh giống như xem mấy bộ đồ ma pháp á. Này ngồi xăng rơi ra còn lấy điểm để đổi nước bạn ạ. Rồi 800 sẽ 900, nhãn cả 6. Oh, bẹt này. Bẹt cũng hơi khó trúng á, quậy cũng hơi nhiều rồi. Là được một hộ nữa. Chấm hỏi vậy? Mình tải tài nguyên đầy đủ rồi mà ta. Này lát rồi. Cái bộ đồ cho thêm mấy lát. Giờ đủ 800 điểm rồi. Trăm điểm là các bạn đổi được cái bộ đồ ma pháp rồi. Anh thấy tốn tầm 7k thôi. Bạn nhìn cương hơn là có cái bộ đồ ma pháp rồi. Còn xe thì hơn xíu, 900 điểm. Wow, giờ mới chính trúng cái bay này. Thêm cái nhãn tên nữa là tổng 3 cái là phải 3.300 các bạn ạ. 1.300. Giờ mà nó rơi ra trước, đang trong quá trình săn nó rơi xe hay là rơi đồ, rơi nhãn đó, thì đỡ phải đổi. Còn không thì đổi 3 cái thì nó sẽ rất là tốn. Một cái bể này đổi cái nhãn. À, nếu các bạn đổi nhãn không là chắc 10-11 gương nhé. Đổi nhãn là 10-11 gương nha. Còn đổi đồ giữ xe thì nó rơi vào 7-8 gương. Trời ơi, trúng cái gì để cho nó đỡ tốn giờ. Cả tư vẫn không ra cái gì hết. Hút gì hút dữ rồi. Thằng đủ 3.300 điểm rồi.
nó phải rơi ra mấy cái vật phẩm đó, thì nó mới đổi ra điểm lại được cái vật phẩm mà mình bị trùng á. Ok, đủ rồi nè. Nó không rơi ra thêm được cái gì luôn á. Tốn vãi. Rồi, đổi xe trước nè, 900. Bộ đồ ma pháp 800. À, cuối cùng là cái nhãn đắt nhất, 1K6. Lúc nào cái nhãn nó cũng mất á. Còn cái skin bed nữa sao ạ? Còn 100 đủ đổi skin bed luôn á. Vừa đủ luôn. Ảo thật đấy. Còn 7.000 kim cương là tốn 20.000 kim cương nhé các bạn. Với cái cầu khúc đầu nữa, tầm 21.000 mấy cho full cái vòng này nha. Hơn 5 triệu xíu. Còn các bạn muốn săn từng món thì giá từng món bao nhiêu thì nãy trong quá trình săn mình cũng nói rồi, bao nhiêu là chúng đủ đổi đủ điểm được một món. Rồi xuất hiện hành tráng phết. Ok. Dám hỏi là bộ đồ bị lát á. Cái lưng đồng hồ bộ này liên quan gì tới thời gian hay sao á. Nè xem full cảnh luôn à. Được. Này kiểu phá vỡ thời gian để đến với em á. Wow, nhưng cuối cùng vẫn bị chia xa. Ảo nhớ bộ này có cái phần xuất hiện hơi ảo đấy. Còn cái ghế bè nữa. Gắt nhờ. Mùa này có quả ghế bay cũng hơi gắt đấy. Nhãn tên thì các bạn trang bị chỗ này nha. Cho bạn coi nè. Bạn hàn chỗ ạc này bạn đứng trong top hấp dẫn. Cái đồ kế top 8 nữa chứ. Hay phết. Nhãn này màu trắng, bông hoa màu trắng. Chúng ta cùng xem bên nữ như nào nha các bạn. Nữ kiểu ngược lại á. Đồ ghép này hơi đẹp đấy. Ghép quay vừa rồi rất là đỉnh nha. Hôm nay có động tác cho cặp đôi nữa. Rất là xịn. Bộ này động tác hiệu ứng sáng chói luôn á. À, chặn bạn đẹp vãi. Để biểu cái phần đầu xe nè, làm cái đồng hồ hơi đỉnh ấy. Tuyệt chiêu khi bị tụt lại phía sau người dẫn đầu, tốc độ nên cho cao nhất cộng bởi bánh giờ, xong mình đi cho cộng 17%.
xe nó nhiều khả năng truy đuổi với tốc độ và đẩy tốc. Xe đập đốp 32.3 có cơ bản cũng cao, yêu thì phải vào đua nhiều người cơ. Trời hướng cũng ngon, bộ xe đẹp nữa. Chù cha, cái quả hiệu ứng vào đua này được nè, đỉnh. Skill luôn nè, skill không bị hạn chế với 3 giây đầu nha. Thằng nó ESU chạy trước đi. Vãi thật, cái thằng như nó lỗi á, làm đụng nó lỗi luôn. Báo được chứ. Còn sao, mình test skill xe mà chạy sao cũng được. Phía sau thì các bạn sẽ được 7 km với sức mạnh nitro nha. Nitro thì các bạn để tốc độ tối đa sẽ nhanh hơn. Khi dùng nitro sẽ được đúp được. Con xe này có thấy một con điểm nó chạy khá là mượt, mượt vãi luôn á. Kỳ đó, không có đứa nào cho mình đổi thừa nữa trời. Cần được vị trí của băng phát rồi, tí nữa thôi. Vào rồi, tình huống siêu chuyển hướng rất tốt, cách gì như là ngang nhau, đã lên được rồi. Những cái tốc độ rất khủng khi truy đuổi của con xe chặn vàng này. Bằng phách không thể nào nhảy lại được vì còn một ESO nữa. Kịch bản nó chưa đúng lắm, đáng lẽ là gần khúc cuối game mình ESO ao nhảy. Khi bạn chạy top 1 là như xe không có skill luôn nha. Chung đánh giá của con này thì với cái giá này muốn một con xe như này thì mình thấy nó hơi cùi đi. Nếu mà xe truy đuổi đó, thì mình phải thích có hồ nitro nữa. Xe bình thường là nó cần nitro rồi, truy đuổi thì phải cần nitro nữa. Bởi vì truy đuổi khi các bạn vươn lên đó, va chạm đối thủ dễ mất nitro lắm. Ở trong con này giá với cái giá này có thêm hồ nitro thì nó vẫn cùi. Thà tôi bỏ thêm một xíu nữa thì sang băng phát S-Line, S-Sky giỏi lực hơn rất là nhiều luôn. Còn các bạn muốn xe rẻ, các bạn săn con trong cái vòng duyên tiền đỉnh, nếu có 3k hay 3k gì đó, rẻ lắm. Nhưng mà rẻ nhất mà gọi là mạnh đó, chỉ có Hiền Nhiệt thôi, rẻ mà rất là mạnh. Nhưng mà giờ Hiền Nhiệt hình như vừa quay nó hết thời gian quay rồi. Con này mắc vái, con này mình nghĩ các bạn, nếu mà bạn có điều kiện săn sưu tầm thôi, đổi sưu tầm thôi, đừng các bạn nào không có chuyện phải bỏ cái bét. Cái đẹp cũng đẹp, ok. Clip của mình lại đây thôi nha, các bạn xem clip thứ hai đừng quên nhấn like và đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp các bạn trong clip sau nhé, bye bye.